Sau Mạnh Nhật xin chào tất cả các bạn. Em lên sóng con máy rửa bát TH3, một cái con máy đời khá là cao các bạn. Các bạn nhìn thấy TH3 nhé, bên Nhật họ đời 2020 đây này, họ cũng chỉ dùng 1-2 năm, bên Nhật là họ cũng giải tán giải nghệ thôi. Cho nên là kể cả các bác mua đời cao hay đời thấp thì bên Nhật họ dùng thời gian dùng rất là ít, qua là nó về được Việt Nam chơi thôi. Đây là một cái con TH3 các bác nhé. Hôm trước em có một cái con TH3 hàng đấu giá đấy, em bán là 9,3 triệu. Còn đây nó là hàng bãi các bác. Hàng bãi thì thực ra về bản chất thì nó chả khác gì hàng đấu giá nhiều về chất lượng. Không khác gì chất lượng đâu ạ, chỉ hình thức thôi. Hình thức thì bên hàng đấu giá được bọc bảo quản, đừng ly từng tí một, bê qua đường vận chuyển hàng không về Việt Nam. Còn những cái hàng bãi này thì nó không được bảo quản kỹ, về Việt Nam mình hay bị xước sát cả phần lưng. Như bác nào mà không cầu kỳ quá thì mình mua hàng bán này nó sẽ rẻ đi được khá tiền các bác nhé. 9,3 triệu con hàng đấu giá TH3, con này thì bây giờ đang bán là 7,6 triệu, rẻ đi được 1,7 triệu, 1,7 triệu các bạn, 1,7 triệu cho con máy rửa bát này cũng khá tiền đấy chứ, được mua thêm được gần được một con máy rửa bát nữa đời 2020 các bác nhé. Tất cả các máy thì đều bảo hành 1 năm hết, CD 0171 mà đều em bảo bảo hành 1 năm, đắt tiền hay rẻ tiền đều bảo hành 1 năm hết. Hoàn thất khá là ok đúng không ạ? Mình nếu kỹ quá thì không nói, còn bình thường mà không kỹ quá thì vẫn bình thường ạ, đúng không ạ? Mặt mũi sáng sủa, bên trong nội thất sạch sẽ như mới luôn. Các bạn nhìn thấy nội thất rất mới nhá, TH3 này. Nhìn bản chất bọn này nó dùng rất là ít, không dùng nhiều. Rất sạch sẽ mới và lại rẻ hơn so với hàng đấu giá khá là nhiều luôn. 7,6 triệu TH3 đời 2020, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào có nhu cầu các bác mua alo nhé. Phí vận chuyển 150.000 ạ, biến áp là 500. Hình thức mua bán thì đặt cọc trước cho em 500.000 nhé, nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt cho bên giao hàng. Các tính năng của nó thì về cơ bản không gì khác nhiều đâu. Em chả giới thiệu làm gì, loanh quanh mấy cái chế độ rửa mạnh, rửa nhẹ, nhanh chậm thì các kiểu, thời gian sấy. Bấm này đây, các bác nhìn đây, bật cái này là rửa thôi. Rất là dễ dùng. Hẹn giờ. Đèn báo eco. Thời gian sấy 30 phút. TH3 7,6 triệu các bác nhé. Chào các bác.